Xin kính chào toàn thể quý vị khách hàng, bà con cô bác đã quay trở lại kênh Ô Bán của Ô Tô Cũ Giá Rẻ. Ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng cho bà con cô bác xem những dòng xe thập cẩm chi lai bà con nhé, trừ vai ớt thôi. Rất là nhiều thương hiệu khác nhau như là của Kia này, của Chery này, của Hyundai này, của Ford này, có bạn là nhiều lắm luôn đấy. Nhưng mà em trừ riêng vai ớt ra thì vì ngày mai em sẽ lên sóng cho mọi người một cái dàn vai ớt mọi người nhé. Vâng, nếu mà quý vị khách hàng, bà con cô bác mình đang có nhu cầu về những chiếc xe này, bất chút thời gian đến cửa hàng bên em có rất là nhiều dòng xe mẫu mã và đa dạng màu cho mọi người luôn, là màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu bạc, màu đen, màu vàng cát, tóm lại là có đầy đủ tất cả các màu đấy. Và tầm tiền bao nhiêu ạ? Nó chỉ có vài chục triệu đồng thôi, và nhiều nhất thì nó cũng sẽ tầm hơn 400 thôi, đời cao luôn đấy mọi người ạ. 2019-2020. Nếu mà quý vị khách hàng, bà con cô bác mình trước khi đi chưa biết địa chỉ của hàng ở đâu thì liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285. Kết bạn Zalo với em thì em sẽ gửi vị trí cửa hàng bà con nhé. Còn bây giờ thì sao ạ? Em sẽ không để cho bà con chúng ta mất thời gian. Em sẽ đi quay lần lượt từng con một. Và chiếc đầu tiên đây là một chiếc xe tự động đời tương đối cao bà con, và tầm tiền cũng rất rẻ luôn ạ. Đấy, form dáng đẹp này bà con. Đấy, biển Hà Nội, màu vàng cát, Cruise 2015, số tự động máy .8 bà con nhé. Xe trang bị gì ạ? Giải đèn LED, đèn bi này. Đấy, cam hai bên gương luôn bà con ơi. Hệ thống xi nhan trên gương. Và có gì ạ? Cửa lock này. Có trang bị điều hòa auto. Order mới chạy có hơn 8 vạn thôi. Vô lăng rất đẹp bà con nhé. Bên trong thì nội thất đây ạ, ghế da xịn sò này, đây cửa lock, hai túi khí an toàn. Bà con nhìn những cái hệ thống bấm kính lên xuống này, đấy, chốt cửa đây, còn rất là đẹp ạ. Có trang bị cả lốp sàn 3D, đèn auto bà con nhé. Thì với một chiếc xe 2015 tự động mà giá thì chỉ có 298 triệu đồng thôi bà con, bao gồm những chi phí gì ạ? Rút hồ sơ, hỗ trợ vận chuyển. Và có thể làm sao nữa, hỗ trợ sang tên chính chủ cho bà con luôn. Đằng sau thì có trang bị cảm biến lùi này. Trước đây thì mọi người mua biển Hà Nội, về Hà Nội thì sẽ không phải mất chi phí 20 triệu tiền biển. Nhưng bây giờ thì nó đại trà rồi. Dù mình ở tỉnh nào đi chăng nữa, mua một con xe ở tỉnh nào đi chăng nữa, vào tên bấm biển thì nó cũng không phải mất chi phí nữa bà con nhé. Đây, đấy. Xe có trang bị đề lổ. Đặc biệt là hai chìa khóa khiển theo xe bà con nhé. Keo chỉ zin, máy zin, đặc biệt là lốp xe cua còn chưa hạ bà con nhé. Đấy, một chiếc xe phải là quá đẹp luôn. Đấy, xe cua còn chưa hạ luôn bà con ơi. Đăng kiểm đây. Đấy, tháng 4 2024, 298 triệu đồng. Đấy, cho một chiếc xe tự động bao zin cho bà con. Biển Hà Nội, màu vàng cát đây. Tiếp tục đây là một chiếc xe phân khúc C nữa, đến từ Kia. Kia K3 tự động bản 2.0 bà con. Xe có trang bị cảm biến trước, cảm biến đằng sau này. Có gì ạ? Giải đèn LED, đèn bi này. Và bản 2.0 thì nó sẽ khác biệt so với một con bản .6. Đó là trang bị gì ạ? Ghế điện đây bà con nhé. Hệ thống gương cụp xe, xe ghế đầy đủ, vô lăng tích hợp. Có trang bị cả gầy số vô lăng nữa cơ. Đề lổ, điều hòa auto. Thì nói đến dòng K3 thì em đang có rất là nhiều luôn. Đản bản sedan thì nó có hai bản. Đấy, .6. Và 2.0 tự động. Còn số sàn thì em cũng có một con đấy ạ. Đấy, nên là có rất là nhiều K3 luôn. Màu trắng, màu đen, màu đỏ. Đấy, bà con mình thích màu nào thì lựa chọn màu đấy bà con nhé. Con này mang biển Quảng Ninh tư nhân, 368 triệu đồng cho con này thôi. Vâng, lại là một chiếc xe Cruise nữa. Nhưng mà con này Cruise 2015 bà con. Đầu 2015 nó vẫn là form cũ, có trang bị cảm biến này. Đấy, bên trong đi ạ. Đấy, nội thất thì ghế ra làm sao ạ? Xịn sò này, những phần táp ly của nó này rất đẹp bà con. Con này thì form cũ, giá thì một con form cũ và một con form mới nó sẽ chênh lệch nhau tổng khoảng 20 bà con nhé. Đấy, 279 triệu đồng. Đấy, vô lăng này. Điều hòa auto, con này form cũ thì nó không có cửa lock mọi người nhé. Chứ còn form mới như con bằng cát hồi lễ này em báo giá cho mọi người xem thì
Nó có cửa lock đấy, và hệ thống mặt ca răng cũng như là đèn nó sẽ khác so với phong cũ mọi người nhé, nên là giá tiền nó sẽ chênh lệch nhau tầm khoảng 20 từ phong cũ đến phong mới. Tiếp tục lại là một chiếc xe Forerunner, một chiếc xe khá đẳng cấp so với thời điểm 2002 mọi người nhé. Con này thì mặc dù đời thấp, tầm tiền của nó thì cũng gọi là hơi ổn ổn một chút. So với Vios thì như là một số dòng xe khác thì giá thành của nó hơi cao mọi người, nhưng mà xe chạy rất là ok, cực kỳ đầm luôn. Đặc biệt xe trang bị hệ thống túi khí an toàn này, phanh đĩa 4 bánh này, có màn hình Android chủ xe lắp mọi người nhé, cam hành trình trần nỉ. Con này thì không lỗi, bao không lỗi cho mọi người luôn, keo chỉ zin mọi người nhé. Một chủ từ đầu sử dụng tư nhân đấy. Hiện tại thì con em đang bán với cái giá thì chỉ có 95 triệu đồng thôi mọi người, biển Hà Nội, màu xanh này thì nhìn cũng rất là sạch xe đấy, có trang bị cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ đây. Trên đây thì là một chiếc xe K3 màu đỏ đây mọi người. Đây, đấy. Biển kiểm soát 15A17075. Kia K3 tự động, con này bản 2.0 mọi người nhá. Đây, 2.0 đây. Thì có cả bản 6, nó có cái điểm khác biệt thì là em cũng nói rõ cho mọi người rồi đấy ạ. Ghế điện và không ghế điện, còn những chức năng kia thì đều hoàn toàn giống nhau. Hai vùng điều hòa độc lập, ghế da xịn sò nguyên bản mọi người nhá. Con này thì giá của nó là 378 triệu đồng đây. Đấy. Vô lăng tích hợp đầy đủ này, hệ thống gương cụp xe này, xấy ghế này, đấy, đầy đủ bà con nhé. Có cả gẩy số vô lăng nữa. Và giá hiện tại của con này là 378 triệu mọi người nhé. Đăng kiểm con này rất là dài. Vâng, Kia K3 2015 bản 2.0. Với tiếp tục đây là một chiếc xe Hyundai Accent 2018 bản đủ xe gia đình mọi người nhé, form mới. Thì nó sẽ trang bị những cái gì ạ? Giải đèn LED và đèn bi mọi người. Đây, đấy. Giải đèn LED, đèn bi đầy đủ này, đèn pha, đèn gầm đều là đèn bi mọi người nhé. Nó sẽ có hai bản thiếu và bản đủ đấy ạ. Thì bản thiếu nó sẽ trang bị na răng sắt, nhưng bản đủ trang bị na răng đúc nguyên bản. Hệ thống sinh nhan trên gương, có trang bị cảm biến mở cửa, đề lổ, vô lăng tích hợp. Order con này thì bao nhiêu ạ? Hơn 6 vạn thôi mọi người ơi. Con này thì Accent bắt đầu từ 2013 trở lên, nó được lên bản Blue thì đã được trang bị hộp số sàn 6 cấp mọi người nha. Đấy. Xe chạy rất là đầm luôn, bản sedan. Hyundai Accent 2018 thì nó không phải dòng xe nhập nữa mà chỉ dòng xe bản Việt thôi. Em đang có một con nhập màu đỏ 2017. Đấy. Thì con này em đang trong quá trình cắt lỗ xuống còn có 345. Tiếp tục đây là một chiếc xe tự động đời cũng tương đối ạ. Đến từ thương hiệu của nước Mỹ, Avell 2014 tự động 1.5 mọi người nhé. Cái dòng này thì trước đây nó là thương hiệu của dòng xe Daihatsu Gentra, và đến 2012 trở lên đấy, bán theo thương hiệu cho Chevrolet rồi. Lên đến đời cao thì nó sẽ là Avell mọi người nhé. Vâng, đấy. Số tự động đời cao mọi người nhé, ghế nỉ nguyên bản, có hai túi khí an toàn, hệ thống gương cụp xòe. Và giá thì bao nhiêu ạ? Rất là yêu thương luôn, 198 triệu đồng thôi mọi người ơi. Avell 2014 tự động 1.5. Vâng, với chiếc xe Avante được sản xuất năm 2013, mặc dù là dịch vụ nhưng mà màu trắng nguyên bản, không đổi màu mọi người. Thường thường những dòng xe dịch vụ thì đa số là những dòng xe dịch vụ đổi màu ra, nhưng mà con này thì đặc biệt là màu nguyên bản. Đăng kiểm con này thì hết rồi mọi người nhé. Mọi người mua thì sao ạ? Em sẽ hỗ trợ rút hồ sơ. Đấy, mọi người vào tiền thì em sẽ đăng kiểm mới mọi người nhé. Đó là trách nhiệm của em, chứ không phải là hết đăng kiểm thì em không bao đăng kiểm cho mọi người. Đấy. Con này thì phân khúc xe và tầm tiền rất là rẻ. So với Vios thì con này cực kỳ rẻ luôn, 226 triệu đồng thôi. Đấy, 2013 Hyundai Avante mọi người nhé, dịch vụ như màu trắng nguyên bản. Đấy, 226 triệu bao gồm rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc biển Thanh Hóa. Dạ vâng, Accent 2019 này, em đang có hai con Accent. Một con bao nhiêu ạ? Đời 2018 và con này 2019 mới về cách đây có vài ngày thôi. Màu đen biển Quảng Ninh mọi người nhé. Chủ xe người ta mua xe mới cho nên là đỏ lại biển. Em phải rút hồ sơ rồi để trả biển cho chủ người ta để người ta bấm tiền mọi người nhé.
hai vùng điều hòa độc lập mọi người ơi. Đấy. Thì với chiếc xe Accent này, vì là xe mới về, giá rất là yêu thương, 339 triệu mọi người nha. Đấy. Máy eco này, đồ trang bị hộp số sàn 6 cấp đấy, vô lăng thích hợp, vô lăng bọc da đẹp rồi. Order con này chạy nhiều hơn con kia, hơn 9 vạn. 339 thôi, màu đen rút hồ sơ rồi mọi người nhé. Vì biển Quảng Ninh, chủ xe lấy biển về để mua xe mới mọi người nhé. Tiếp tục đây là một chiếc xe thương hiệu của Mỹ, Ford Fiesta 2011, số tự động máy chấm 6 mọi người nhé. Dòng này thì đi cực kỳ đầm, ấy, êm ấy, và giá thành con này cũng rất là rẻ. Xe thì có những cái gì ạ? Ghế nỉ nguyên bản này, biểu tượng của Ford này. Trước đây thì em bán là 255 triệu, nhưng bây giờ em bán với giá thì chỉ có 215 triệu thôi. Đấy, tầm tiền hơn 200 triệu một chút là chúng ta sở hữu một chiếc xe tự động thương hiệu Mỹ mọi người nhé. Đấy, dàn lốp thì cũng còn ok. Ford Fiesta ai bản chấm 6 mọi người nhé. Biển Hải Phòng, tư nhân. Một chiếc xe gia đình sử dụng. Dòng này mọi người yên tâm là xe sẽ không dịch vụ đâu mọi người nhé. Vâng ạ, với chiếc xe Honda City 2014 tự động 1.5, biển kiểm soát 30A68845, có trang bị cảm biến lùi đầy đủ mọi người. Đấy, form dáng dòng xe này thì cũng khá đẹp. Bên trong của chiếc xe City đây ạ, có túi khí an toàn đầy đủ này. Xe thì số tự động nhưng mà còn là số thẳng mọi người nhé. Điều hòa auto. City thì chúng ta có thể so sánh với một chiếc xe Vios bản G, với tầm tiền của nó sẽ bằng nhau. Nhưng mà so với Vios thì con City này thì nó cũng có cái nhiều cái điểm khác biệt. Nhưng với Vios G thì nó sẽ có trang bị cả điều hòa auto này, đấy, và đèn bi đấy. Vâng, với chiếc xe City này thì cửa hàng em đang bán với cái giá là 335, màu trắng mọi người nhé, biển Hà Nội. Chiếc xe Yancha nhập 2010, động cơ máy 1.2, con này hiện sao ạ? Dịch vụ taxi ra thôi mọi người. Chúng ta có thể so sánh một con Yancha nhập và một con Yancha Việt, nó sẽ có cái điểm khác biệt. Nhập sẽ là 1.2, nó có hệ thống túi khí an toàn, cũng như là hệ thống gương cục xe là nguyên bản người nhá. Bản Việt là 1.5, đấy nè, chúng ta có thể dễ dàng phân biệt, hoặc là vô lăng 4 chấu là của dòng xe Yancha nhập mọi người nhá. Việt thì là chỉ có 3 chấu thôi. Con này dịch vụ taxi ra và giá bán hiện tại là 139 triệu. Dòng nhập thì đi nó cũng sẽ đầm hơn so với một chiếc xe bản Việt. Đằng sau thì có ốp đèn này, đuôi cá đầy đủ rồi mọi người nhé. Rút hồ sơ rồi, mọi người chỉ việc vào tên thôi. Tiếp tục đây là một chiếc xe i10, em cũng đã rút hồ sơ cầm tay nữa rồi đấy ạ. Sau này mọi người mua những chiếc xe này, đa số là sau này mọi người mua đều là những chiếc xe rút hồ sơ rồi mọi người nhé. Tại vì là sao ạ? Đấy, vì định danh rồi. Đấy, nên là những chiếc xe biển cũ này thì chủ người ta sẽ lấy lại biển. Nên là mọi người mua sau này cũng rất là thuận lợi luôn ạ. Phải không mất thời gian chờ đợi rút hồ sơ nữa, mà chúng ta chỉ việc bấm biển thôi. Mặc dù là dịch vụ nhưng mà màu trắng nguyên bản, không đổi màu. Và giá là 199 triệu đồng thôi mọi người nhá. Đấy, i10 bản sedan máy chấm 2, dịch vụ taxi ra, màu trắng nguyên bản. Tiếp tục là một chiếc xe Kia K3 số sàn 2014, động cơ máy 1.6. Con này số sàn thì cũng nhiều tính năng luôn đấy ạ. Giả đèn LED, đèn bi đầy đủ và có điều hòa auto mọi người nhé. Đây, đấy. Mặc dù là một chiếc xe K3 số sàn nhưng mà cũng có nhiều tính năng luôn. Cũng có vô lăng thích hợp này. Đấy, củ số của nó đây. Con này chắc là xe chạy cũng khá nhiều đấy ạ. Cho nên nhìn củ số cũng bạc. Thì với chiếc xe K3 số sàn này, đấy, cửa hàng em đang bán với cái giá là 319 triệu, hai vùng điều hòa độc lập đây mọi người nha. Màu đen, đấy, một chiếc xe gia đình biển Hải Phòng. Chủ như là bên Thủy Nguyên. Đấy. Tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Cerato được sản xuất năm 2017, tự động 1.6 mọi người, phân khúc C biển Hải Dương. Em mua chính chủ luôn, có trang bị cảm biến lùi. Dòng Cerato thì quý vị khách hàng mà con cũng biết là một chiếc xe khá đẳng cấp rồi, phân khúc C, hai vùng điều hòa độc lập, hệ thống cửa lock này. Đấy. Bên trong của chiếc xe đây, tự động mở cửa là ghế lùi lại mọi người nhé. Vô lăng thích hợp, order con này chạy khá nhiều, 11 vạn. Đấy, đề lổ, điều hòa auto, hệ thống gương cục xe và cảm biến trước, cảm biến đằng sau. Đấy, đèn bi đầy đủ mọi người nhé, form này rất đẹp. Cerato 2017,
với giá bán là 401 thôi. Một chiếc xe Ford Mondeo 2005 tự động mọi người nhé, con này bản V6 biển 28 Hòa Bình. Mặc dù đầy thấp động cơ của nó là 2.5 hơi cao đấy ạ, nhưng mà sao ạ, xe thì cũng khá là ok mọi người đấy. Tầm tiền thì cũng chỉ có hơn 100 thôi mọi người ơi. Số tự động mọi người nhé, có cả ghế điện này đấy, rồi có cả cửa lock luôn mọi người đấy. Mặc dù là một chiếc xe đời thấp đấy, nhưng mà cũng có nhiều tính năng hiện đại cho bà con luôn đấy. 128 triệu đồng thôi cho chiếc xe Ford Mondeo 2005. Tiếp tục lại là một chiếc xe Ford nữa, như là một chiếc xe Ford Ranger 2002 bản thiếu máy chấm 6 mọi người nhé, biển 99 Bắc Linh. Thì con này em đang bán với giá là 96 triệu. Dòng này thì mọi người biết là em có một con màu xanh đen ở kia đấy, thì là con màu bạc đấy mọi người. Con kia là bản chấm 8 bản đủ, con này bản chấm 6 bản thiếu ạ. Thì giá con này là 96 triệu mọi người nha. Một chiếc xe cũng tương đối ổn định, vài chục triệu thôi mọi người. Với chiếc xe Vona sản xuất năm 2008, động cơ máy 1.4 xe nhập Hàn mọi người nhé. Con này thì cũng là một chiếc xe dịch vụ taxi ra. Giá thì em đang trong quá trình cắt lỗ xuống còn 135 thôi. Kính điện, gương bằng cơ mọi người. Kenna và Accent thì cái form giá của nó thì cũng giống giống như nhau. Đấy, chỉ khác biệt nhau ở cái phần tên gọi thôi. Động cơ thì Vena và Accent thì nó cũng giống nhau mọi người nha. Đây, đấy. Và tiếp tục đây là một chiếc xe Kia Forte sản xuất năm 2013, động cơ máy 1.6 mọi người nha. Một chiếc xe gia đình sử dụng không dịch vụ. Con này thì em đang trong quá trình cắt lỗ đây, trước là 278. Thế nhưng bây giờ bán với giá thì chỉ có 245 triệu thôi. Điều hòa auto đầy đủ mọi người. Đấy. Túi khí ABS, đấy, điều hòa auto đăng kiểm tháng 4 năm sau. Đấy, 245 triệu em đang cắt lỗ mọi người nha. Và tiếp tục đây thì là một chiếc xe Kia Rio bản hatchback mọi người nha. 2015 số tự động biển 15A020657. Em đang có một con màu trắng rất hồ sơ rồi. Đấy thì mọi người thích màu trắng hoặc thích màu đỏ thì chúng ta lựa chọn mọi người nhé. Và tầm tiền con này thì giá là 285 triệu đồng thôi. Đấy. À con này là 212 chứ mọi người. Kia Rio 212, con này em mới bắt về. Em lại nhầm con 215 kia. Đấy, con này 212 thôi. Mới vừa về mọi người nhé. Vâng, ngoài đây là một chiếc xe Gentra Việt mọi người, 2010 mọi người nhé. Con này thì có dịch vụ rồi. Đấy. Xe thì có dịch vụ taxi ra bản chấm 5. Và giá thì con này cũng chỉ có hơn 100 thôi mọi người. Dòng này thì đi cũng rất là lành. 116 triệu bao gồm rút hồ sơ. Đấy, hỗ trợ ship tận nhà cho bà con cô bác. Đấy, rất rẻ mọi người. Gentra Việt 116 triệu mọi người nhé. Chiếc xe mang biển Thái Bình, em mua chính chủ luôn. Và cuối cùng đây thì là một chiếc xe VinFast Fadin sản xuất năm 2020, bản là bản lưng cao mọi người nhé, biển Thái Bình, 17A17613, và giá hiện tại em đang bán thì chỉ có 301 thôi. Đấy, VinFast Fadin, hàng Việt Nam chất lượng cao đấy ạ, ai thích hàng Việt Nam thì lựa chọn hàng Việt Nam. Đây bên trong order 98, đấy, nội thất ok. VinFast được trang bị động cơ máy 1.5 mọi người nhé. Nó động cơ của nó cũng sẽ khỏe hơn là so với những chiếc xe i10 hoặc là Moling hoặc là Spark đấy. VinFast thì máy khỏe hơn mọi người nhé, 4 máy 1.5. Vâng ạ, Thập Cẩm Chi Lai nhiều dòng xe, nhiều mẫu mã, nhiều thương hiệu khác nhau mọi người. Chỉ riêng trừ Vios thôi. Đây, đấy, em chỉ để Vios, chắc là ngày mai em sẽ lên sóng cho mọi người những chiếc xe Vios. Ngày hôm nay thì Thập Cẩm Chi Lai. Mọi người, cô bác, chúng ta đang có nhu cầu quan tâm về những chiếc xe này thì hãy liên hệ với em qua hai số hotline 0397265286 hoặc 0906034285. Địa chỉ của bên em nằm ngay trên mặt đường quốc lộ 10. Mình có thể đi xe nhà hoặc đi xe khách thì đều rất là thuận tiện mọi người nhé. Chị em xin gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể quý vị khách hàng và con cô bác đã luôn luôn ủng hộ theo dõi kênh mua bán của em. Còn bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.